individuals ở những cá nhân bình thường, non-người bình thường, which of the following processes, process of fusion nào occurs xảy ra ngay lập tức, immediately là ngay lập tức, after the digestive system. Digestive system là hệ tiêu hóa, cần bớt chuyển đổi sau phút một số thức ăn thành glucose. Đó là C, đúng rồi. Plus sugar levels rise. Sáu câu gì vậy? Based on the information in the passage, based on the gene, based on the information in the passage, we are calling as describing the retinal diabetes. Dựa trên cái thông tin của bài, câu nào sau đây mô tả tốt nhất những người bị tiểu đường loại 1? Đó là chọn C ha. They have pancreases. Do not produce insulin. Pancreas là gì các bạn? Tụy không có tạo ra insulin. Chọn C ha. Pancreas là tụy. And number 10, what is the closest meaning of the underlying offset in the final sentence of the passage? Câu nào là gần nghĩa nhất với cái từ offset ở trong bài? Offset đó là counteract. Thì cũng ra giống như cô đang nhắc nhở các anh chị những cái phần mà tôi sửa rất nhanh để họ có thể sửa nhanh các anh chị không có đặt nặng vào những cái nội dung của bài, còn những cái bài mà cô sửa kỹ thì cô đã thêm cho các anh chị và câu kỹ. Recreation là giải trí.
đô la each year on lower back pain. The most common cause là nguyên nhân, common là phổ biến, the most là gì nhất, the most common cause of job related disability and the leading contributor to this work. Disability là không có khả năng. Ability là khả năng. Thì disability là không có khả năng. Job related là liên quan đến công việc. Job related là liên quan đến công việc. Có thể là không có khả năng làm việc. And a leading contributor. Contributor là góp phần. Contributor là góp phần, đóng góp. Leading là hàng đầu. Và cũng là cái nguyên nhân hàng đầu trong cái việc là best work, vấn đề bỏ việc. Bao lâu nó không làm được cái gì. Back pain is the second most common neurological ailment in the United States. Đau lưng là cái đau lưng là cái ailment. Ailment đấy là cũng là thận lồn. Neurological là gì? Thận cần, cũng là thận cần. The most common, the second most common là phổ biến. Mechanical là một cách máy móc, một cách tự nhiên.
làm một cách tự nhiên. Ok. The result of trauma, kết quả của việc làm bị đau, trauma là chỉ bệnh đau ha. Bên dưới hoặc là disorder, sự rối loạn, disorder là rối loạn, như là arthritis, như rối loạn về xương khớp ha. Pain from trauma may be caused by a soft injury, cơn đau như là soft injury là gì? Spot injury, injury là gì? Chấn thương. Spot là gì? Thể thao. Walk around the house, làm việc gì? Xung quanh cái nhà. Or in the garden, trong vườn. Or a sudden jolt, circuit, a car accident, or a stress, or spinal muscles, a tissue. Hoặc là một số cái gọi là sự cố đột ngột, như là a car accident, tai nạn xe người, hoặc là other stress, hoặc là bị căng, đúng không? Stress là mình là căng, căng cái gì? Spinal cord xương gì? Spinal là cột sống, xương cột sống, hoặc là căng gì? Tissue là căng gì? Mô, tissue là mô. Symptoms. Các triệu chứng hay grey frog là cái từ đây là dàn xếp một dãy một loạt ha, thì mình có thể dịch là có từ cái việc mushroom là gì, cơ age muscle đau cơ nhức cơ mismatch to shooting or stepping là nhức luôn á. Pain, lifting, flexibility, or range of motion, or inability to stand straight. Limiting là gì? Giới hạn. Flexibility, sự nâng đặt, sự điều chỉnh. Flexibility là nâng đặt, điều chỉnh. Hoặc là một cái loại motion, cử động. Hoặc là ability là khả năng, in ability là không có khả năng, đứng thẳng, stand straight là đứng thẳng, stand straight đứng thẳng ha. Occasionally là thỉnh thoảng. Pain felt in one part of the body may radiate from a disorder or injury elsewhere in the body. Cái từ radiate này người ta bỏ trong cái ghép đi phóng xạ các anh chị, có nghĩa là thỉnh thoảng thì đau cảm thấy ghép ở trong một phần của cơ thể, có thể nó lan đi phóng xạ đi ha, bắn đi thì là lan đi từ cái việc rối loạn hoặc là chấn thương một nơi nào khác trong cơ thể. Ok. Injury là chấn thương, disorder là rối loạn. Some acute syndrome can become more serious if left untreated. Một số những cái triệu chứng đau cấp tính có thể trở nên gì? Nghiêm trọng hơn nếu mà không có điều trị. Left untreated. Nếu mà không điều trị, ok, twisted là điều trị, untwisted là không điều trị. Chronic back pain is measured by duration. Pain that persists for more than 3 months is considered chronic and is often progressive and the cause can be difficult to determine. Còn nói về là cái tập trên đã nói về là acute short term pain, có nghĩa là đau cấp tính, và đau cấp tính đó là trong thời gian ngắn, đúng không? Thì bây giờ thường là chronic là đau kinh niên, chronic là lâu kinh niên, đau lưng mà kinh niên là được measure, cái từ measure đo lường
bền ấy thêm đau mà phật xít khổ mà kéo dài trong ba tháng được xem là inconsider, được xem là chronic tình ok. Và nó thường thường progressive tiến triển và nguyên nhân có thể khó determine, vẫn rồi xác định determine nguyên nhân rất là khó xác định. Okay. Đó là lower back pain. And what causes lower back pain? Cái gì gây ra causes là gây ra đau lưng dưới. As people say, the disc that like between the vertebrae begin to lose fluid and flexibility. Which decrease their ability to cushion the vertebrae. Khi người ta ấy là mất tuổi và già hơn, được chưa? Ok. Khi người ta có tuổi già hơn, the disc cái đĩa thì cái đĩa mắt cô nghĩ là vậy, nằm giữa mai là nằm between cái cột sống vertebrae là cột sống xương sống, bắt đầu mất đi fluid. Fluid là những cái chất, cái nước ở trong cơ thể, người ta nói chung là fluid ha. Và flexibility và mất đi cái độ đàn hồi, cái độ nhảy. Flexibility là sự linh hoạt của đàn hồi ha, mà làm giảm đi decrease, làm giảm đi cái khả năng trước khớp để mặc hơi thở là phủ lên cái xương sống, cái lớp huyết đó lên cái xương sống vertebrae. If the spine là cột sống become overly strained or compressed, nếu cột sống đó có quá strain và bị căng ra ha, strain hay còn gọi là compressed và bị căng ra ha, a disc may tear or burn over, generally known as a slip disc. Okay, nếu mà cái xương sống trở nên nó quá bị căng thì cái đĩa đó nó phải tear. Tear là các bạn sẽ nứt ra, tear cái từ tear bình thường là giọt nước mắt, tear là xé rách, nứt, ok, hoặc là bị nứt các auto là nứt ra bên ngoài thì thường thường được biết như là slip disc, cái đĩa đó bị nứt, bị trượt, slip là trơn trượt. This might put pressure on, nguyên cái từ put pressure on là đặt áp lực lên, put pressure on đặt áp lực lên. One of the more than 50 nerves that come from or go to the spinal cord mà lên 150, một trong hơn 50 thần kinh nên là thần kinh mỏng mà đến hoặc là đi đến các cái dây thần kinh cột sống, spinal cord, dây thần kinh cột sống, anh chị hiểu không? Khi mà nerve rút là cái rễ rồi rễ thần kinh này trở nên nó bị compressed, bị nén lại hoặc là irritated, nó làm cho khó chịu thì back pain result thì gây ra cái gọi là đau lưng. Most lower back pain follows injury or trauma to the back. Hầu hết cái việc đau lưng dưới theo sau cái injury, chấn thương hoặc đau
pain may also be caused by the degenerative conditions such as arthritis or this disease, osteoporosis or other bone disease, viral infection, irritation to joints, and this are congenital abnormalities in the spine. Okay. How okay? Cái việc đau lưng dưới theo sau là injury, hãy cho cô nói injury là gì? Chấn thương, đúng rồi. À, đối lưng, nhưng mà thêm cơn đau thì có thể gây ra bởi cái việc những cái tình trạng giống như là bị degenerative, cũng như bị hạn lưng như là lão hóa, hoạt động nhiều quá nó bị gọi là cái việc có thể gọi là cái sự bệnh thoái hóa như là cái arthritis or this disease, cái disease bệnh về xương, osteoporosis or other bone disease, đúng rồi, hoặc là một số bệnh về xương khác, bây giờ như vậy ha, viral infection, những cái infection là gì, sự xâm nhập, sự tiêm nhiễm của virus nó đây là virus, đúng rồi. Irritation to joints, joint là gì? Khớp, đúng rồi. Cái sự đau, cái từ irritate thì để chúng ta để có thể là bực mình và cái khó chịu hay nhất thì đây là sự đau khớp và các cái this này là các cái congenital abnormal in the spine. Normalities là bình thường các chị. Cái từ normality là sự bình thường. Thì có cái chữ A hờ, A là sự bất thường. Đó. Sự bất thường. Ha. Sự sống. Chèm, congenital là tắc nghẽn chèm ở trong spine là trong cuộc sống có thể là có một cái sự chèn bất thường ở trong cuộc sống. Obesity là gì? Béo phì. Obesity là béo phì. Smoking, hút thuốc, weight gain, tăng cân, bulimia là gì? Suốt thời kỳ. Pregnancy là thai kỳ. Pregnancy là bắt đầu thai kỳ. Stress, poor physical condition, tình trạng thể chất yếu, poor physical condition. Và mình có suy nghĩ nghèo mà sao cũng bị đau lưng. Poor physical condition, tình trạng thể chất tệ và posture, being a posture of activity, being the form. Từ poster này là lộ ra đưa ra thì không thể nào dịch ở đây được không, dịch thoáng cái từ poster ví dụ chỉ phải phơi người ra nắng thì poster to the sun của mình ha, và atmosphere là đúng phù hợp. Bây giờ in atmosphere không đúng không phù hợp có thể là sao, một số cái hoạt động không phù hợp, thấy không, đó những nguyên cái cụm động từ đó như vậy. Nghĩa là một số cái bộ phận activity của mình nó được perform và được thực hiện mà không có phù hợp. And poor sleeping position also may contribute to lower back pain. Câu này là sao anh chị? Tư thế ngủ không đúng. Ha? Đó, poor thì nghe mình là không đúng. Poor sleeping position. Position là vị trí, tư thế. Sleepy là ngủ, poor là nghèo, là nghèo không đúng. Cũng có thể contribute to là gì? Góp phần cho cái việc đau lưng. Contribute to lower back pain. Thì hả?
missionally ngoài ra thêm vào đó, and missionally ngoài ra thêm vào đó, scar tissue created when the injured back heals is never going to have a spread of flexibility of normal tissue. Thêm vào đó, tissue này, cái mô scar này sẹo, đúng rồi, cái mô sẹo tạo ra khi mà the injured back, cái lớp để chấn thương, injured chấn thương, heals là được hàn gắn chữa trị, heal là hàn gắn chữa trị, không có strength, không còn strength là gì mạnh nữa, strength là mạnh, hoặc là không có gì flexibility từ cái máy lọc lớn sự linh hoạt điều trị như là cái mô bình thường nữa, ha, như là cái mô bình thường. Normal tissue. Healer of scar tissue from repeated injury, even to prevent a major event and even to muscle injury. Build up là việc hình thành, việc xây, việc hình thành cái mô bị sẹo. Từ cái việc repeated lặp đi lặp lại, injury chấn thương lặp đi lặp lại, eventually là cuối cùng rốt cuộc làm yếu đi, weakens làm yếu đi cái lưng và có thể dẫn đến chấn thương nghiêm trọng hơn, more serious, serious là nghiêm trọng injury. Occasionally, double back pain may indicate more serious medical problem. Pain accompanying a fever or loss of bowel flare, okay, control. Pain of coughing and progressive weakness in the legs may indicate a pinched nerve or other condition. Okay. People with diabetes may have severe back pain or pain related to respiratory to neuropathy. People with these symptoms should attend doctor immediately to not prevent permanent damage. Occasionally là thỉnh thoảng. Thật ra cái từ occasionally thì có thể thỉnh thoảng trong cái việc mình không có chính xác. Mà hiếm khi trong tiếng Việt cũng không có chính xác. Nhiều cái từ trong tiếng Anh mà mình dùng qua tiếng Việt cũng không có chính xác. Tại vì cái ví dụ như là ông thỉnh thoảng của tiếng Anh sao thoa quá đi như vậy thì cái tỷ lệ nó xảy ra 50%, nhưng mà ví dụ cái từ occasionally có thể thỉnh thoảng, nhưng mà tỷ lệ nó chỉ xảy ra 20% thôi, ha. Thành ra là nếu mà mình hiếm khi cũng không được, mà thỉnh thoảng thì không tính xét. Đôi khi tiếp tục cô chú tiền gì, đôi khi nó làm nó ít hơn là thỉnh thoảng này, mà lắm tại vì miền Nam thôi chứ miền Bắc người ta không hiểu đôi khi là gì. Theo cô hiểu thì đôi khi có thể là một vài lần, mình thấy hiểu như thế. Cái lo lắng của FT này có thể indicate chỉ ra đưa ra, indicate thì chỉ ra đưa ra. Ok. More serious mental problem, một cái vấn đề về mental thì serious là gì? Nghiêm trọng hơn. Hay tập thức này là cùng với, tập thức này là đồng hành cùng với. Ok. Nguyên động từ tập thức này bài cùng với đau. Những thức đau cùng với cái việc sốt, fever là sốt. Rồi loss of power là gì? Mất kiểm soát
progressive fitness. Fitness là gì? Yếu. À, yếu. Progressive là gì? Tiến triển. Tiến yếu, tiến triển có nghĩa là càng lúc càng yếu. Ha. Cô bây giờ từng từ rồi sao không có cái nghĩa tiếng Việt. In the less có nghĩa là cái chân càng lúc càng yếu. Ha. In the less may be. Indicate có thể chỉ ra là a bit nerve. Nerve là gì? Thần kinh. Pin là gì? Cái từ pin có nghĩa là bị sóng, bị vẹo, bị dơ. Ha. Thì cái này nếu cô được một cái năng chỉ hay có một cái giai đoạn cơ nó bị sóng hay là nó bị cong, bị chèn. Ha. Chèn nó có thể tạm được. Ha. Hoặc là tình trạng nghiêm trọng khác. Or a serious condition. Người với cái bị diabetes và bị tiểu đường có thể bị đau lưng nghiêm trọng, severe, nghiêm trọng, bad pain. Hoặc là cái đau đó nó lan tỏa, radiant thì mình này có lan tỏa radiant, xả đó, có là nó lan tỏa mạnh xuống cái chân liên quan đến cái neuropathy. People with these symptoms, người có những cái triệu chứng này nên liên lạc với bác sĩ ngay lập tức, tìm nguyên nhân lý để giúp ngăn ngừa, prevent và ngăn ngừa cái việc tổn thương hơn lên là gì? Mãi mãi, mãi mãi, ha, hơn lên là mãi mãi, mãi mãi.